Chà vá chân xám, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cho biết, hội thảo lần này nhằm tham vấn để hoàn thiện đề án tổng thể bảo tồn quần thể vọc chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2028. Qua khảo sát tại khu vực núi ở thôn Đồng Cố, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, các cơ quan chức năng ghi nhận khoảng 50 cá thể chà vá chân xám đang sinh sống thành khoảng 4 đàn và bị chia cắt bởi các dải rừng hẹp trên đỉnh núi đá với diện tích khoảng 25 hecta. Với đề án tổng thể bảo tồn loài chà vá chân xám giai đoạn 2019-2028, trong hội thảo góp ý lần này, các đơn vị thực thi đưa ra 3 đề xuất chính cho dự án gồm bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học trong khu vực, nâng cao vai trò trong phòng hộ của rừng đầu nguồn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của địa phương. Theo đó, các đại biểu đề xuất tổng diện tích sinh cảnh sống cho vọc chà vá chân xám và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực này dự kiến vào khoảng 150 hecta để kết nối sinh cảnh của các đàn vọc chà vá chân xám sống trên 4 khu vực biệt lập lại với nhau.